Xin chào tất cả mọi người, mình là Henry Công. Nếu đã đến Nhật Bản vào mùa đông, bạn sẽ muốn thử sức với các môn thể thao mùa đông chứ? Còn với mình, trượt tuyết sẽ là kế hoạch tất yếu mà mình sẽ thực hiện vào mùa đông này. Tuy nhiên, những ai không quen với bộ môn này sẽ có nhiều nghi vấn như: khi nào sẽ đi đến trượt tuyết được đây? Trượt tuyết ở đâu được nhỉ? Dụng cụ trượt tuyết sẽ ra sao? Vé vào khu trượt tuyết thế nào? Hãy xem hết video này để có một trải nghiệm thật đáng nhớ các bạn nha. 1. Thời điểm trượt tuyết. Mỗi vùng sẽ có thời điểm lạnh và tuyết rơi khác nhau. Tuy nhiên, theo cá nhân mình thì chúng ta nên trượt tuyết từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 2, vì khu trượt tuyết có cả tuyết tự nhiên và tuyết nhân tạo, nên các bạn không cần quan tâm là khu này hay khu kia có tuyết rơi không đâu nhé. Nó sao đi nào? Sao đi tiếp đi? Đây đi một lần thôi, lúc nào vậy? Có lần đầu tiên. Ok, sao lại đi nha. 2. Trượt tuyết ở đâu được nhỉ? Ở Nhật Bản, công nghệ phát triển nên việc đi lại cũng rất là tiện lợi. Mình thường sử dụng Google Maps cho mỗi chuyến đi. Các bạn chỉ cần vào Google Maps và gõ trượt tuyết cộng khu bạn muốn đi hoặc là nơi bạn sống. Ví dụ như là Suki Kumamoto là trượt tuyết Kumamoto, sẽ hiện ra những điểm trượt tuyết ở Kumamoto hoặc bãi gần Kumamoto. Ở đây có hai bãi lớn là ở Miyazaki và ở Kujioita. Các bạn có thể lựa chọn. Các bạn cũng có thể kéo xuống và xem hình ảnh review khá là chân thực nha. Và ngoài ra, ở Saga cũng có một bãi trượt tuyết nữa là Teizan Ski Resort. Đó cũng là ba bãi trượt tuyết lớn nhất ở khu Kyushu nha. 3. Dụng cụ trượt tuyết. Khi đến khu trượt tuyết, chúng ta có thể thuê mọi thứ nên không cần mang gì cũng được. Tuy nhiên, với kinh nghiệm cá nhân, mình nghĩ để giảm chi phí, chúng ta có thể tự chuẩn bị một số đồ sau: mũ len, găng tay, kính đeo để chống rơi mắt, quần áo chống thấm vì nếu tuyết vào ướt sẽ rất là lạnh đó nha. Những thứ này nếu thuê cũng khá, tầm 7C đến 1 man gì đấy rồi. Nên nếu tự chuẩn bị được, chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí để dành cho các hoạt động khác. Còn với vật trượt và giày thì phải thuê là tất yếu rồi, vì nếu tự mua cũng khá là đắt, thuê thì tầm 3-4 cent gì đấy. Hiện tại vừa thuê ván, lấy ván với lấy giày xong, giờ đi giày. Đấy, có cái dây rút đây. Vậy vé vào khu trượt tuyết sẽ như thế nào? Mỗi khu trượt tuyết sẽ có mức giá vào cửa khác nhau. Đối với bãi trượt ở Kujioita là 7,5 cho mỗi người lớn một ngày. Vậy là mình đã review và trả lời những thắc mắc cho các bạn rồi nha. Còn chần chừ gì nữa, hãy lên kế hoạch lập team để có một trải nghiệm thật đáng nhớ tại Nhật Bản nha. Và nếu có thắc mắc gì nữa, đừng ngần ngại, hãy inbox cho mình Facebook Henry Công, mình sẽ trả lời cho các bạn nha. Chúc các bạn sẽ có một mùa đông thật tuyệt vời tại Nhật Bản.